đang cho thuê điện thoại nha. Rồi cái ông đang thuê này là tội nghiệp ông quá vậy. Vậy để tôi vô tập hỏi hỏi. Là tên Huy đúng không? Anh thuê ở đây mà giờ chủ bán luôn rồi cái anh phải đi, nếu mà chủ mới người ta không cho thuê nữa anh thấy sao? Cho thuê thì kiếm chỗ khác thuê thôi. Nhưng mà bây giờ cái khu này là người ta lên giá mắc tiền lên, anh muốn thuê cái chỗ mới luôn mà tương tự như vậy là phải lên 4-5 triệu á. Phải chịu thôi hả? Nếu mà chủ mới rồi thì bán thì giờ ở đây ta cơm thuê tiếp, còn không cho thì mình kiếm chỗ khác chứ không để ở đây. Bởi vậy có đôi khi có những cái người mà đi thuê làm ăn như anh đó thì chủ nhà cũng là hạnh phúc á. Cảm ơn anh. Dạ. Như vậy là khu vực ngã ba Tân Đức, rẽ tay phải là vô Liên Hoàn các khu công nghiệp. Đây á là đường tỉnh lộ 10 cũ nè anh chị. Khu vực thị trấn Đức Hòa. À, các sạp ở đây là buôn bán như là chợ búa rồi, đây là mặt tiền kinh doanh. Ngày hôm nay lên cho anh chị một căn nhà mặt tiền đường. Cụ thể cái số của nó là 36 Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Đây. Đường á tỉnh lộ 10 cũ, trên Google Maps vẫn còn để như vậy luôn, nhưng bây giờ là tỉnh lộ 825, chạy thẳng ở đây á là vô cái đường Hòa Hôm của quận 6 trung tâm Sài Gòn. Mà cụ thể cái ranh giới thành phố Hồ Chí Minh nó cách đây có 4.5 cây thôi, là rất là gần luôn. Mà thị tứ chợ búa Sầm Quốc Liên Hoàn các khu công nghiệp, chỗ nào mà có khu công nghiệp là chỗ đó có nghe hơi hướng làm ăn. Thì cái căn nhà này nè, đó, đang cho thuê kinh doanh ngành điện thoại. Ngang 4 nè, sâu vô á là 20m05. Đặc biệt á bên hông này nè có một cái hẻm hông thoáng. Cái hẻm hông này không phải là đường công cộng, đương nhiên là mình không có chỗ cửa đi chính được rồi, nhưng mà có các cái cửa sổ ở đây coi như là lấy gió lấy sáng là ok, là để đi ké của cái nhà bên này. Ở sau này là rất nhiều phòng trọ, đông nhiều người. Mà đường xá ở đây nè, nhìn không, xe cộ Sầm Quốc kinh doanh. Đây là loại nhà mặt tiền kinh doanh chứ không phải là để mà ăn ở cho sung sướng biệt thự sân vườn gì. Ai mà vô lấy cái nhà này là tạo ra dòng tiền, là vừa ở vừa kết hợp vừa kinh doanh, coi như là tích lũy tài sản, có làm ăn buôn bán vô cái là yên tâm từ đây tới suốt cuộc đời, coi như là mình có mình làm ăn buôn bán cái gì cũng được. Với cái loại mặt tiền giống vậy là coi như xong, coi như là sống khỏe ru. Có nhà mặt tiền như vậy thì tầm giá như thế nào? 9.5 tỷ cho một cái căn nhà tổng cộng là 73m², ngang 4, sâu vô là 20m05 tất. Tổng cộng á cái diện tích như vậy, nhưng mà cái phần hậu á là 3.8 nha anh chị, 2 tấc. Cái này phải nói rõ trước. Mà chỗ này nè, sạp thịt, sạp rau, sạp gì dài tới ngã ba, đi liên hoàn tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Một con đường đông đúc Sầm Uất, cái là kêu là tỉnh lộ 10, thẳng vô là đường Bà Hôm. Căn nhà này nhấn mạnh lại giá trị của nó nằm ở chỗ là mặt bằng, mặt tiền kinh doanh. Mà các anh chủ tiệm đang thuê chỗ này nè rất là dễ thương anh Huy. Nguyễn Duy đã phỏng vấn sơ ảnh có một câu nhẹ nhàng, mà tiếp xúc rồi tự nhiên mình đi review như vậy nè, mặc dù mình làm mướn thôi, nhưng mà mình cảm thấy là có những con người ở ngoài cực kỳ là dễ thương, ảnh hiền cực kỳ luôn, mà ảnh biết hy sinh cái quyền lợi ảnh đang được thuê. Mà nếu như phải chủ nhà cần cái dòng tiền tài chính rồi, cần phải bán căn nhà này thì ảnh cũng hiểu chuyện đó, cho nên ảnh cũng sẵn sàng. Nếu như chủ mới vô mà không cho ảnh thuê nữa thì ảnh phải đi thôi đó. Cái đó cũng rất là dễ, chị chủ nhà này cũng dễ thương, mà anh thuê này cũng rất là dễ thương. Còn nếu như mà người nào mà có dòng tiền sẵn cái mùa này vô lấy căn nhà này 9.5 tỷ mà để lại cho anh này tiếp tục thuê thì ảnh rất là mừng. Cái chuyện đó là rất đương nhiên rồi, ảnh tiếp tục sẵn sàng thuê nữa. Còn Nguyễn Duy đi review bất động sản như vậy là không có ăn tiền cò phần trăm thôi chị, đã được thù lao trong quay phim rồi. Nguyễn Duy đi ngoài nắng nè, buy flycam đưa anh chị đến những cái nơi bất động sản rõ ràng chính chủ tận nơi, đường xá ngay cả cái link định vị của cái căn nhà này Nguyễn Duy để trong phần mô tả của video này. Anh chị cứ tứ xe hơi tại chỗ này, đậu cái rét vô, nhìn quan cảnh xung quanh, nhìn chợ búa, nhìn đường xá, nhìn xe cổ này, coi cái tiềm năng mình làm ăn buôn bán kinh doanh có giống như vậy không. Nếu mà cảm thấy là 9.5 tỷ hoặc là trong một cái dòng tiền thương lượng được, cứ trao đổi. Cái nhà này á, nó hay chỗ là gì nè, nó đẹp đẽ, nó mặt tiền, nó mặt bằng, nó kinh doanh rồi, vấn đề là giá thôi. Vấn đề là giá thôi, thì Nguyễn Duy cũng bật mấy anh chị câu là cái chữ mà thương lượng đó anh chị nên suy nghĩ nha. Chủ nhà chị Hồng á cũng rất dễ thương, sẵn sàng trao đổi với anh chị về cái căn nhà này. Về giá đó cứ gọi cho chủ đi. Số điện thoại của chị Hồng là 0393 100 216. Nguyễn Duy hy vọng rằng anh chị bấm nút đăng ký, bấm cái nút chuông bên cạnh là động lực để tiếp tục mỗi ngày đi thêm nhiều miền xa, đưa lên nhiều bất động sản chính chủ đúng cái nhu cầu thật, đúng giá trị thật, phù hợp với đầu tư anh chị mình ngồi nhà mát ha cùng những người thân.
đó, mở điện thoại lên thấy những gì review nhiều trên mạng xã hội, TikTok, Facebook, YouTube đưa lên bất động sản chính chủ rõ ràng, anh chị mình cứ tự nhiên lựa chọn, không có môi giới trung gian gì, khỏi báo Nguyễn Di. Ai mà có bất động sản cần review giống vậy á, kêu Nguyễn Di. Còn anh chị mà mua cứ gọi ngay chị Hồng chính chủ. Còn bây giờ thì Nguyễn Di cảm ơn nha, xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn động viên. Nguyễn Duy.